Hello, chào anh em. Welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ở trong clip ngắn ngày hôm nay, mình tiếp tục mang đến cho mọi người một dự án rất là tiềm năng để chúng ta có thể trải nghiệm. Thứ nhất là nhận được return tiếp đến từ chính dự án đó. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta khả năng sẽ nhận airdrop khủng đến từ dự án mang tên là MetaMask anh em nhé. Cái nền tảng ví chúng ta đã xài rất là lâu rồi và hiện tại có khối lượng tài sản, xin lỗi mọi người, có khối lượng người dùng rất là khủng ở trên cái mạng lưới này, ở trên cái ví này đây. Ok, và không để mất thời gian của mọi người lâu nữa thì ngày hôm 31 vừa qua đúng không, rộ lên cái thông tin rằng là MetaMask đã snapshot dành cho những người dùng mà trước đây mình hướng dẫn cho mọi người đó tham gia trải nghiệm ví MetaMask Swap Coin cũng như là Bridge cầu đó để có thể nhận được rejoice tiếp đến từ ví MetaMask đó. Nhưng mà ví MetaMask đã lên một cái tweet để có thể là phủ định và bác bỏ cái thông tin đồn bên ngoài anh em nhé. Và chúng ta biết sau khi mà cái thông tin đồn nó tung ra ấy, thì cái mạng lưới Ethereum ấy, phí gas lên rất là kinh khủng luôn, có thời điểm lên vài chục đô, thậm chí gần trăm đô một cái lệnh chuyển đổi đó mọi người. Vậy mà rất là nhiều người chúng ta vẫn đốt phí gas. Và mọi người lưu ý giúp mình nha, nếu mà mọi người đã từng trải qua các cái giai đoạn airdrop của các cái dự án lớn ấy, thì mọi người có thể lật lại xem là cái khoảng thời gian trước đây mà airdrop dự án Aptos thì sau bao lâu mới ra dự án tiếp theo, có thể là airdrop tiếp theo đó. Thì mọi người cứ tính khoảng thời gian như vậy, không bao giờ một dự án lớn airdrop và ngay sau đó thì các dự án lớn này tiếp tục airdrop đâu. Họ airdrop là như nào, mục đích của họ airdrop ấy, có nghĩa là họ sẽ tặng cái khối lượng cái token của mình cho cộng đồng của mình với mong muốn là marketing nhé. Thứ nhất là tri ân, cái thứ hai là marketing, mục đích chính là marketing nhé, để có thể hút user về trong cái mạng lưới của mình đó. Cho nên không có việc mà Apertram vừa mới tung ra một đợt airdrop rất là khủng mà ngay sau đó thì MetaMask lại đưa ra ngay đâu nhé. Thường thì không xảy ra anh em nhé. Đó. Cho nên là chúng ta vẫn còn cơ hội làm đối với cả MetaMask, vẫn còn cơ hội làm với cả những DApp hiện tại đang phát triển ở trên MetaMask. Và đây, vào ngày 28 tháng 3 vừa qua thì Consensys là cái công ty đứng sau MetaMask đó, họ đã đưa ra cái giải pháp là zkEVM của Consensys và triển khai public testnet. Và đồng thời họ sẽ công bố chính thức cái mạng tên là Linear. Và cái làn sóng ZK thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng được nhắc đến cực kỳ là nhiều bởi những KOL lớn hoặc các nền tảng khác nhau đúng không? Mặc dù như vậy thì chúng ta vẫn chưa thấy có một số đồng coin nào đó bùng nổ mạnh đâu. Thời điểm hiện tại mặc dù Bitcoin tăng nhưng mà altcoin thì vẫn chưa tăng mạnh lắm. Nhưng mà mình tin chắc chắn rằng là ZK sẽ là một cái trend thời gian tới sẽ rất là bùng nổ anh em nhé. Và chính bởi vậy cho nên Consensys đã mở cho tất cả chúng ta có thể trải nghiệm được cái mạng lưới này sau một khoảng thời gian mà cho những nhà phát triển trước đây họ trải nghiệm thử nghiệm đó anh em. Và họ cũng bật bí nhé, trước đây theo cái lộ trình test nhất của họ thì bắt đầu từ tháng 12 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì Linear cũng đã nhận được 1,5 triệu giao dịch sau vài tuần đưa ra thử nghiệm thôi anh em ạ. Và Linear thì chúng ta có thể hiểu nó là một cái giải pháp zkEVM, tức là tích hợp giữa cả layer 2 và cả bên ZK nữa anh em ạ, để đảm bảo cái mức độ xác thực của dữ liệu này. Cũng như là Consensys họ khẳng định rằng là cái Linear này có thể tốc độ sẽ giao dịch rất là cao cũng như là chi phí giao dịch thấp. Tuy nhiên thì vừa rồi mình trải nghiệm thì nó hơi chậm một chút ở cái cầu đó. Không biết là chắc khả năng là do cái cầu hay là do bên mạng lưới như là đó, thì tất nhiên hiện tại đang rất nhiều người trải nghiệm đó, thì lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho người trải nghiệm để tăng cơ hội nhận airdrop mà. Mọi người đừng bỏ qua nhé, nhớ xem cái clip đó. Mình sẽ giải thích qua một chút để mọi người hiểu mà thôi. Đó. Và bên cạnh đó thì cái EVM này và Layer 2 của Linear đó, họ cũng sẽ tích hợp những dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Ethereum ở cái bên cái mảng chính đó, và cả bên cơ sở hạ tầng DeFi, thanh toán cũng như là gaming và NFT. Đó, có nghĩa là họ sẽ tích hợp đầy đủ tất cả cái DApp đó bên cái mảng lưới Linear luôn đúng không? Và ok, hiện tại đây thì Linear chưa công bố thời gian ra mainnet anh em nhé, nhưng mà đã cho ta public testnet rồi để chúng ta có thể là trải nghiệm thực tế trên mạng lưới của cái Linear này nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người chúng ta có thể là trải nghiệm ngay. Và ngoài cái nền tảng này ra thì ZK EVM thời gian vừa qua cũng đã bùng nổ ở những cái thông tin. Có một số dự án mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người trên nền tảng của YouTube rồi. Trong đó thì có Scroll này, có Tyco và có cả Linear, thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho mọi người làm Linear nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút các cái điều kiện theo cá nhân mình nhé, để có thể nhận được airdrop đến từ ví MetaMask. Hôm trước thì có bật bí, họ có bật bí một số thông tin liên quan đến điều kiện nhận airdrop thì khá là khủng anh chị em ạ. Thứ nhất là cái ví đó mọi người có hoạt động trên 900 ngày đó. Và ngoài ra chúng ta sẽ cần phải có rất nhiều cái điều kiện khác, nghe rất là khó khăn nhưng mà đây không phải là bên MetaMask công bố đâu nhá. Vẫn chỉ là tin đồn bên ngoài mà thôi. Còn theo cá nhân mình á, thì mọi người sẽ thứ nhất là ví của mọi người cũng chắc chắn là cũng phải gọi là ví tạo lâu rồi đó. Đấy là cái điều kiện mình nghĩ rằng là điều kiện đó là đương nhiên. Cái thứ hai nữa thì chúng ta có thể lên và xem lại cái MetaMask của mình trên nền tảng YouTube của mình đó. Có một clip liên quan đến Sun Rejoin tiếp đến từ ví MetaMask đó. Thì mọi người sẽ cần phải swap đó, mọi người sẽ cần phải swap coin nhé. Đây mình sẽ ví dụ cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ vào trong cái chỗ mục là trên website đó, hoặc là trên app của mọi người đó, để chúng ta có thể là swap coin này đó, thực hiện hoán đổi đồng coin nhé.
và mọi người thực hiện nhiều lệnh như một chút cũng được, và chúng ta thực hiện cầu. Thì tất cả thông tin đó mình đã cập nhật cho mọi người trong cái clip là Sun AirDrop ở trên ví MetaMask, mọi người gõ tìm kiếm ở trên kênh của mình có luôn. Đó là hai cái mục nhé. Còn cái mục tiếp theo đây thì mình sẽ dẫn cho mọi người chúng ta có thể là trải nghiệm trên Linear để tăng cơ hội nhận được. Thứ nhất là dự án sẽ có thể phát hành token thì chúng ta sẽ nhận được airdrop giai đoạn đầu. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ nhận được airdrop chính từ MetaMask luôn, bởi vì consensus đứng sau mà anh chị em. Ok, không mất thời gian của mọi người lâu nữa, thì đầu tiên chúng ta muốn trải nghiệm được cái dự án này, chúng ta sẽ cần phải có ETH ở trên mạng lưới Goli. Cái này mọi người nghe quen đúng không? Hôm trước mình thậm chí còn hướng dẫn cho mọi người chúng ta có thể là mua luôn á, bởi vì là vòi hơi lâu thì chúng ta có thể mua luôn cũng được, nhưng mà mua sẽ tốn khí ga đó, cho nên chúng ta vòi nhé anh chị em nhé. Mình khuyên mọi người chúng ta nên làm miễn phí nhé. Đó, hiện tại đây thì mình đang có 93 cái đồng GETH đúng không anh chị em? Và bây giờ để chúng ta có thể bắt đầu trải nghiệm được Linear thì chúng ta sẽ cần phải tích hợp cái nền tảng Linear vào trong ví của mọi người đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, mọi người vào MetaMask này, mọi người sẽ chọn vô vào cái mục là mạng nhé. Nó sẽ hiển thị cái mục là hiện hiển thị ẩn đấy nhé. Đó, và chúng ta bật cái này lên nhé. Là bật lên rồi á thì mọi người sẽ kéo xuống dưới thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay cái mạng thử nghiệm Linear. Đó, chúng ta bật vô đây đúng không? Và chúng ta sẽ thấy ngay cái thông tin mạng thử nghiệm mà mọi người có ngay đây. Tuy nhiên nhé, sẽ có một cái vấn đề mọi người sẽ cần phải lưu ý giúp mình này. Hiện tại thì nó đang tích hợp ở trên Chrome đó, trên Google Chrome ấy, trên trình duyệt đó anh chị em. Còn những trình duyệt khác như là Firefox hoặc là trên C cộng hoặc một số trình duyệt khác ấy, thì anh chị em chúng ta sẽ cần phải kết nối thủ công nhé để có cái mạng này. Đó, mình nghĩ rằng ai cũng đang sử dụng Chrome ấy, thì mình thôi cái phần kết nối thủ công mình bỏ qua nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Thì đầu tiên mọi người sẽ cần phải thực hiện cái cầu nối. Đây sẽ là website. Và tất cả thông tin website thì mình có để dưới phần mô tả của clip này, mọi người không phải lo đâu nhé. Đó, đầu tiên thì đây thì mọi người kết nối ví MetaMask nhé. Mọi người vào vô đây và kết nối ví MetaMask này, chuyển sang cái mạng lưới ETH Goli nhé. Đây, chuyển sang mạng lưới ETH Goli. Và chúng ta sẽ cần phải có ETH Goli ở trên ví của mọi người nhé. Và mọi người sẽ chọn ở bên này sẽ là bên Goli. Và đây sẽ mọi người sẽ chọn là Linear. Đó, và chúng ta sẽ chuyển cái số ETH của người sang bên này. Mọi người chuyển tùy tùy số lượng của mọi người nhé. Bình thường chúng ta vòi không được nhiều đâu, vòi cùng lắm chỉ được 1 đến 2 ETH mà thôi, thì mọi người chuyển không phải mấy ETH cũng được nhé. Đó, thì đây mình đang có nhiều thì mình chuyển sang mình trải nghiệm tăng vốn cũng được. Đó. Và sau khi mà chúng ta chuyển xong nhé, đây mình sẽ làm ví dụ cho mọi người đi. Đây mình sẽ ví dụ chuyển 1 ETH nhé, chọn send này, chọn send này, đó. Và xác nhận ở trên ví là xong thôi. Mình làm này để cho những anh chị em chúng ta người mới mọi người cũng có thể làm được luôn nhé. Ok, mọi người sẽ đợi một lúc nhé. Đó, và sẽ xác nhận ở trên nền tảng ví của mọi người luôn. Và mọi người đừng để ý đến phí gas nhiều quá, bởi vì hiện tại chúng ta đang trải nghiệm miễn phí đó, và kể cả cái tốc độ mà nó về chậm ấy, thì mình có một thực hiện một cái lệnh chuyển từ lúc chiều nhé, từ lúc chiều từ bên Goli sang bên Linear thì đến tận buổi tối ngày hôm nay mình có thể nhận được, tức là chúng ta mất khoảng vài tiếng đồng hồ đó anh em nhé. Đó, ok, mình sẽ bỏ qua cái mục này giúp cho mọi người nhé. Đó, và sau khi chúng ta đã có rồi á thì chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh như sau. Thì tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang cái nền tảng tiếp theo để chúng ta có thể là thực hiện, đó là chúng ta sẽ swap nhé, swap token và add pool thanh khoản thôi, bởi vì hiện tại đây Linear nó đang còn khá là sơ khai, nó chưa có nhiều thứ đâu để chúng ta có thể trải nghiệm sâu xa đâu. Mình sẽ dẫn cho mọi người trải nghiệm cái căn bản nhất để nếu mà dự án có airdrop thì chúng ta sẽ nhận được airdrop, sẽ có cơ hội nhận được airdrop đến từ dự án đó. Sau khi mà chúng ta chuyển xong ấy thì mới sẽ vào trong cái nền tảng ví của mọi người và chuyển sang mạng lưới là Linear đó. Thì trong mạng lưới Linear của mình hiện tại đã về đó là gần 10 đồng ETH Goli đúng không anh chị em? Đó. Và hiện tại đây đang có số dư rồi thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm bên cái swap ở đây. Và mình swap đi đồng ăn coin nào? Mình swap sang hai đồng coin đó là đồng CRUSDC và cái đồng CRWETH. Đó, mình sẽ swap sang này đồng này đầu tiên nhé. Ở đây mình sẽ swap 0,5 cái đồng ETH sang bên cái đồng CRUSDC anh chị em nhé. Đó, và tương tự như vậy thì mình sẽ swap tiếp tục sang cái đồng bên kia, đó là cái đồng CR. Nếu mà trường hợp mọi người gặp lỗi như vậy, đó, có nghĩa là hiện tại đây thì nó vẫn chưa ổn định đâu, khả năng là chúng ta sẽ không không thể swap được, thì mình sẽ chọn cặp tiếp theo như cặp khác nhé. Đó, mình đang làm thử nghiệm cho mọi người xem luôn đó. Khả năng thì cặp này làm được này. Nếu mà cặp CRUSDC gặp lỗi thì chúng ta sẽ đợi nhé. Chúng ta có thể làm thời gian khác. Bởi vì vừa rồi mình trải nghiệm thì vẫn bị lỗi cái đó, nhưng mà một số trường hợp trải nghiệm thì lại được đúng không? Và đây đang có một cái lệnh pending rồi. Và sau khi mà complete xong á, thì chúng ta chuyển sang bull nhé. Hình như là có luôn rồi sao anh chị em ạ? Nếu mà swap thì chắc là nhanh thôi đó, về luôn đúng không anh chị em? Và chúng ta có thể được thì mọi người swap nhiều lệnh như giúp mình được nha. Như mình nói rồi, tất cả các nền tảng liên quan đến trải nghiệm về swap đúng không, liên quan đến sàn DEX thì chúng ta cứ trải nghiệm nhiều các lệnh swap lên. Và hiện tại chúng ta đang trải nghiệm ở bên bên swap đúng không anh chị em, và trên mạng lưới của Linear đó, cho nên chúng ta có thể trải nghiệm nhiều lên để hệ thống ghi nhận cũng được nhé.
Ở đây hiện tại đây thì mình đã swap sang được cái đồng CR USDC rồi nhá. Cái lệnh vừa rồi thì mình swap lại thì hiện tại đã được rồi. Và mọi người lưu ý giúp mình đó là khi mà sang pool thì bắt buộc là chúng ta đã cần phải swap sang cái đồng CUSDC rồi, bởi vì có một cái cặp là ETH và USDC đúng không anh em. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang pool và chọn vào new position đúng không? Ở đây hiện tại thì mình sẽ chọn cái cặp đó là CRWETH và CRUSDC nhé. Và ở đây thì mọi người sẽ set up cái số lượng mà thôi anh em nhé. Hiện tại thì mình đang có 0,5 cái đồng CRETH đúng không anh em, và mình sẽ có thể là add pool 0,1 mà thôi nhé. Đó, thì mọi người sẽ kéo xuống dưới và mọi người sẽ chọn vào add pool thôi. Hiện tại như mình đang để sang chuyển sang Việt hay sao nên nó sẽ hiển thị lỗi form như vậy. Đó, chọn add pool trong này này. Đó, và chúng ta sẽ xác nhận trên ví thôi nhé. Mình sẽ chọn vô là tối đa cái số bên USDC đi. Ok, cái này thì hiện tại chúng ta nó nhiều quá anh chị em ạ. Hiện tại đây mình đang làm gọi là thử nghiệm thôi anh chị em nhé, cho nên thi thoảng nó sẽ bị lỗi đó, thì mọi người làm mọi người thì thực hiện lại sau nhé. Đó, hiện tại chúng ta đã có một cái lệnh pending rồi đúng không, mọi người đợi thôi và sẽ hiển thị ra một cái pool thanh khoản đây cho mọi người là chúng ta đã add xong cái pool đó anh chị em. Ok, và trong một swap ở đây thì mình đang dẫn cho mọi người có thể là swap và cũng như là add pool thanh khoản đúng không. Chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, đó là mọi người sẽ gửi cái đồng ETH ở bên mạng lưới Linear đó sang các ví khác nhau nhé. Và mình khuyên mọi người chúng ta có thể là gửi ít ví thôi cũng được, bởi vì là có một số dự án trước đây á, khi mà chúng ta trải nghiệm xong ví này người chuyển tiền sang ví khác ấy, thì khi mà dự án nó quét ấy, thì chúng ta chuyển quá nhiều như vậy, chúng ta cứ chuyển luân phiên như vậy ấy, thì nó sẽ ban những cái ác như vậy ấy. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn nên trải nghiệm nhá, mình vẫn khuyên mọi người chúng ta nên trải nghiệm, mọi người có thể chuyển sang một vài ví nhá để cũng ghi nhận chúng ta có swap và có thực hiện các cái lệnh chuyển tiền đi các cái nền tảng ví khác nhau. Mà đây thì mình sẽ có một cái ví mới đi, ví này của mình hiện tại thì cũng có mạng Linear rồi anh chị em nhá. Kéo dưới thì mình sẽ thấy này, và mình chưa có số dư của ETH đâu đó, và mình sẽ copy cái địa chỉ ví này mình chuyển sang cái ví kia của mình đó, để mình có thể là gửi cái số ETH ở bên mạng lưới Linear sang một cái ví khác anh chị em nhé. Đây mình sẽ chọn gửi này và chọn là gửi send này. Đó, hiện tại thì mình sẽ gửi đó là khoảng tầm ba cái đồng ETH đi và chuyển sang cái bên kia đi. Đó, mình sẽ chọn chuyển nhé, và chúng ta có thể kiểm tra ví gas ở đây và xem cái tốc độ chuyển đổi của nó xem có nhanh không nhé. Mình sẽ để thời gian đây cho mọi người trải nghiệm xem đúng như là bên Consensus họ có nói rằng là bên tốc độ xử lý cũng nhanh hơn không. Ok, và chúng ta cũng sẽ thấy khoảng thời gian đây. Ok, và lệnh cũng rất là nhanh anh chị em nhé, rất là nhanh luôn mọi người ạ, chưa đầy 1 phút đâu thì cái số ETH của mình đã sang bên mạng lưới Linear ở một ví mới rồi, và chứng tỏ là họ nói cũng rất là đúng đúng không, chỉ có cái cầu thì hơi chậm một chút thôi. Ok, và qua clip ngắn ở đây thì mình đang dẫn cho mọi người chúng ta có thể trải nghiệm trên Linear và một số điều kiện để chúng ta có thể nhận được airdrop đến từ ví MetaMask. Mình nghĩ rằng nếu mà có được airdrop lớn từ ví MetaMask thì đây sẽ là một airdrop cũng rất là khủng để không kém gì M100 và Optimism trước đây đâu. Cho nên chúng ta đừng bỏ qua dự án này nhé. Mình cũng kỳ vọng đây sẽ là một dự án cũng rất là bùng nổ trong thời gian tới, đặc biệt là Linear đó anh chị em. Mọi người nhớ trải nghiệm ngay và đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào nhé. Ok, và như thường lệ anh chị em chúng ta cảm thấy clip hữu ích nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng nào từ thị trường, đặc biệt là những dự án tiềm năng, những kèo airdrop rất là chất thời gian vừa qua đúng không? Và mọi người nhớ join vào trong channel Telegram, trên nền tảng Twitter của mình nhớ follow nhé để không bỏ lỡ qua những kèo mình hay call cho mọi người và nhận định về thị trường hàng ngày đó. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em. Thông tin ở trong clip chỉ là tham khảo, không được xem để quyền đầu tư nha.